Chào mừng các bạn đến với amdev.vn. Để bắt đầu cho cái series về PHP cơ bản thì đầu tiên mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt SAM phiên bản PHP 5.6 trên Windows. Để bắt đầu thì chúng ta tải cái SAM vào đây. Các bạn vào cái đường dẫn thì mình đã để một cái link ở đây. Chúng ta vào tải cái công cụ này. Lưu ý là chúng ta phù hợp với cái dự án của mình khuyên các bạn nên chọn cái phiên bản PHP mới nhất. Chúng ta có những cái tính năng nó mới và nó mạnh mẽ hơn so với những cái bản cũ. Như mình khuyên các bạn nên chọn là bản 5.6 thì các bạn click vào download, bạn chuyển các bạn sang trang download. Tuy nhiên là máy mình đã tải về rồi thì nó sẽ nằm ở phần mục download của mình thì có sẵn mục này. Bây giờ mình sẽ cài thử, các bạn này. Đầu tiên là chúng ta chạy cái phần này. Hơi lâu một chút. Chúng ta next. Đây là những cái tính năng mà cái SAM này nó cung cấp cho chúng ta, bao gồm Apache, nó là default, mặc định chúng ta không bỏ nó đi được. Bạn có thể cài thêm MySQL, Mozilla, hoặc là Mercury Email Server, Tomcat, Fern, phpMyAdmin, đây là trình để chúng ta giúp chúng ta quản lý cái MySQL. MySQL thì các bạn có thể cài chung với SAM hoặc định, hoặc là các bạn có thể cài riêng để chạy trên máy của chúng ta. Mozilla là cái hệ thống để quản lý những vấn đề về gửi file lên trên server. Đây gọi deploy. Tomcat thì nó là server của bên Java. Về đây mình sẽ cài full option. Chọn next. Thì đây là các bạn sẽ chọn cái thư mục để chúng ta cài cái SAM lên. Nhưng mà mình ở đây nó sẽ đặt mặc định là OC. Tuy nhiên mình khuyên các bạn nên là chuyển sang một ổ khác. Bởi vì sau khi nếu mà sau này chúng ta có cái vấn đề liên quan đến máy móc thì chúng ta có thể cài lại ổ, cài lại Win thì để ổ khác sẽ hoàn toàn dữ liệu chúng ta. Mình chọn cái ổ khác. Đây, ví dụ mình để ở đây đi. Đây mình tạo ra một cái thư mục như ok, mình chọn OC OD. Mình đặt ở đây là chúng ta có thể bỏ cái này đi để tránh cái vấn đề nó vào cái trang của Bitnami. Chờ trong quá trình cài đặt thời gian cài đặt thì mình muốn giới thiệu cho các bạn một chút về cái SAM và cái Apache này. Thì thực chất khi mà cài cái phần mềm này thì nó chỉ là nó cài cho chúng ta một cái bộ dịch PHP ra để cho máy nó hiểu và chúng nó sẽ đưa sang lên và chúng ta có thể truy cập được bằng qua những cái trình duyệt browser như là Chrome, Firefox, Chrome, những cái trình duyệt khác. Thì thực chất là cái server thì có rất là nhiều cái phiên bản các bạn có thể sử dụng, ví dụ như kiểu là Worm, là SAM, là Nginx. Nginx thì nó thực tế đánh giá về cái tốc độ thì nó nhanh hơn những cái thằng Apache SAM. Tuy nhiên là để cho những người mới bắt đầu thì hướng dẫn các bạn cài cái SAM này lên thì nó sẽ dễ dàng chúng ta bắt đầu hơn. Bạn chờ một chút, trong quá trình cài đặt thì nó sẽ hơi mất thời gian.
Trong cái thời gian cài đặt chờ đợi thì chúng tôi muốn giới thiệu các bạn một cuộc tour để chúng ta có thể cốt được PP nó cũng dài hơn. Đấy là cái tool mình hay sử dụng, là cái PP Storm. Cái PP Storm này thì nó của JetBrains, nên là cái tool khá là mạnh và tiện dụng cho lập trình viên. Tuy nhiên là nó bị một cái vấn đề là bản quyền. Bản quyền thì thực chất là vấn đề này nó không lớn lao lắm đối với cái người Việt Nam mình. Chúng ta có rất nhiều cái tool để track, hoặc là các bạn nếu mà là sinh viên mà có được cấp phát cái email .edu.vn thì các bạn có thể search là đó. Thì ở đây thì bạn thấy bên JetBrains nó có cung cấp cho những cái hỗ trợ cho cái bên giáo dục, nhưng là một cái nó cấp cái license cho chúng ta. Chúng ta chỉ một là apply, sau đó là điền thông tin của các bạn vào đây và nó sẽ tự động gửi cho các bạn một cái email để chúng ta làm theo những cái bước hướng dẫn của nó, thì nó sẽ cung cấp cho chúng ta một cái tài khoản để sử dụng cái PP Storm của bản quyền 5 và cho tất cả những cái sản phẩm JetBrains khác. Chúng ta có thể sử dụng chung một cái tài khoản này. Ở đây của JetBrains nó có rất nhiều những cái tool, chúng ta cốt ví dụ như IntelliJ, cốt tool của Java PP Storm, là cốt PP eCharm, là cốt Python Ruby My, cốt Ruby. Và bên cạnh đấy thì kiểu là bên .NET thì nó có Resupper, thì làm cái tool để support chúng ta có thể cốt được nó nhanh hơn. Webflow để chúng ta có thể làm giao diện và support, nó có thể support về vấn đề về HTML, CSS, JavaScript rất là tốt. Đó, còn rất nhiều những thứ, những cái tool khác để chúng ta nếu mà lấy được bản quyền 5 chúng ta có thể sử dụng toàn bộ những thứ này. Cái quay trở lại với sao thì trong nó đang trong quá trình cài đặt, thì để test được cái file của chúng ta có là thành công hay không thì mình sẽ chuẩn bị trước một chút để file test, có thể test. Ví dụ để chúng ta lấy được cái info của cái phiên bản chúng ta thì các bạn thử search là pp info. Thì PP nó cũng cung cấp cho chúng ta một cái hàm để lấy tất cả các thông tin của PP chúng ta. Ở đây file là đây sẽ edit và notepad cộng cộng. Mình hơi chậm một chút. Thì ở đây mình bắt đầu sử dụng PP thì các bạn phải bắt đầu bằng cái thẻ này PP, sau đó là Pinto lại mình được nó chấm phải chúng ta xếp nó vào Eco, tức là hiển thị một cái giá trị
một cái biến, giá trị một biến nào đấy ra ngoài màn hình. Chúng ta xếp vào rồi. Ok, chúng ta start luôn cái sam này. Máy mình hơi chậm một chút. Đây thì cái Apache này bình thường các bạn có thể nhìn đây là port 443, còn 443 thì đã được Skype sử dụng rồi. Thì bình thường chúng ta nếu có Skype thì chúng ta nên out ra trước, hoặc là chúng ta có thể đổi cổng của Skype. Đây à, chúng ta thử start cái Apache này. Không start được thì cái này mình có hai hướng cho chúng ta có thể giải quyết, đó là thường thường là chúng ta sẽ bị conflict, tức là bị xung đột về cái cổng của cái Apache nó chạy trên máy của chúng ta, đó là bị xung đột cái cổng 80. Thì các bạn có thể search cái vấn đề về trên nhiều cách để chúng ta lấy lại cái cổng 80. Đó. Đây là một trong những cái cách này, chúng ta chỉ chạy cái câu lệnh này ở trên trên những cái câu lệnh này hướng dẫn theo hướng dẫn của họ trên cái command line. Các bạn có thể là cửa sổ R lên command line CMD chúng ta chạy. Các bạn có thể tìm hiểu thêm bằng cách đặt những cái từ khóa để tìm kiếm trên Google. Tuy nhiên mình còn có một cách khác nữa, cách thứ hai là chúng ta chủ động đổi cổng của Apache. Thì thực chất là cái cổng cũng không được hưởng nhiều lắm đến việc chúng ta làm project, thì cách này nó sẽ nhẹ nhàng hơn để chúng ta là tránh ảnh hưởng đến vấn đề của máy móc. Thì các bạn có thể config đây, bấm config Apache HTTP config, các bạn tìm đến cái cổng cổng 80 80. Thì thường thường mình hay đổi sang là cổng 88. Các bạn xem. Ok, start. Đó, đó, start thành công. Tuy nhiên một số bạn cũng sẽ gặp vấn đề với cái cổng 443 này. Cổng 443 này cũng rất dễ bị trùng, nên là chúng ta có thể sửa tiếp ở cái cổng 443 này. Và chúng ta lại chọn config, xong sau đó vào là httpd nó sẽ là config mở ra. Thì các bạn có thể đổi sửa cái listen 443 thành 445 hoặc 449, mình thường đổi như thế tùy các bạn. Sau đó bạn được thử đổi xong chúng ta lại bắt đầu khởi động lại sạc xem nó có chạy được hay không. Thì đấy là thường là hai cái lỗi cơ bản nhất về cái vấn đề có thể xảy ra với cái Apache. Thì ở đây mình đã khởi động được cái server Apache, thì bây giờ mình có thể test xem nó chạy chưa bằng cách là nó vào được cái dashboard, chúng ta thấy nó đã chạy rồi. Quay trở lại với cái quên, chúng ta còn start thêm cái MySQL nữa. Đó, đây là start MySQL của ta. Sau đấy, nếu mà các bạn chưa có một cái phần mềm mà để quản lý cái MySQL thì chúng ta có thể vào là localhost 2.cổng, nếu mà cổng 80 chúng ta không cần 2 chấm gì hết. Chúng ta sửa là php sẽ tự động vào trong cái hệ quản trị cơ sở dữ liệu của chúng ta. Và bên cạnh đấy mình muốn giới thiệu thêm cho các bạn một cái tool để quản lý cơ sở dữ liệu nữa, đó là cái tool là Navicate. Thì các bạn có thể tải về và crack, nó rất là phổ biến. Nếu mà tốt hơn thì các bạn nên mua bản quyền. Chúng ta tạo connection với MySQL. Để chúng ta đặt tên tên cho cái connection, chúng ta là hostname
thì thường thường chúng ta sẽ để localhost, bởi vì cái cơ sở dữ liệu đó chạy trên máy của chúng ta, hoặc là chúng ta có thể đổi thành IP là 127.0.0.1. Cổng mặc định của nó sẽ là 3306, username mặc định của MySQL cài trên, cài cùng với SAM nó thường là root và password là để cho test cái connection này, connection succeed. Ok, thì ở đây rồi chúng ta có thể connect được vào cái server. Tuy nhiên mà bởi vì cái này nó là cài cùng với SAM nên là các bạn mỗi khi cần sử dụng, các bạn bật cái MySQL ở trong SAM controller này. Nếu như lúc đây mình ví dụ mình tắt nó đi thì chúng ta sẽ disconnect. Flow connection, chúng ta thử mở lại. Tất nhiên là không connect được. Rồi, bây giờ quay trở lại với cái file pp info này. Chúng ta copy vào trong cái ổ chúng ta cài sạc. Đó, có thư mục khắp đâu. Chúng ta click này. Lưu ý tất cả những cái thư mục, những cái project, những cái file pp thì chúng ta bắt buộc phải đặt ở trong cái thư mục khắp tế đốc của thằng sao. Còn chúng ta cũng có thể đặt ở ngoài, nhưng mà chúng ta phải config cái đốc root. Cái đấy mình sẽ chỉ cho các bạn ở những cái tutorial sau. Thì tiếp theo thì chúng ta thử chạy thằng info này xem là cái gì. Thì cách chạy một file pp trong thằng sao này, chúng ta chỉ chọn server rồi gọi đúng cái tên của file ra. Là thông số của toàn bộ cái PP của chúng ta, đây là version, này là Apache Handle, đây đây là cái môi trường nó cài đầu các thứ. Ok, chúng ta có thể test cách khác, ví dụ chúng ta tạo một cái file PP mới. Chi tiết kể cả cách chúng ta còn tích cổng thì các bạn có thể vào đường dẫn làm đẹp sửa hướng dẫn cài đặt SAM trên SAM 5.6 trên Windows, biết thêm chi tiết. Các bạn nên cài, và để cho những cái bài sau mình có thể hướng dẫn các bạn lập trình về PP cơ bản. Sau đó mình sẽ có một cái roadmap về những cái framework đang thực hành tại như là Laravel, là C framework. Chúc các bạn thành công.